Sau khi đi qua một cái con phố, đường cũng hẹp thôi, hai bên đường như quý vị thấy thì bán tất cả những cái loại quần áo, thời trang mà đặc biệt là dành cho giới teen, tức là giới trẻ và thôi. Đặc biệt là chúng tôi thấy là trên con đường này mà tới đến 2-3 tiệm bán cái loại bánh Fraps, tức là một cái bánh đặc biệt mà người Nhật rất là thích ăn. Cái giá nó khoảng từ 5 đồng, khoảng 6 đồng mà thôi, cũng rất là rẻ mà nhìn rất hấp dẫn. Hy vọng rằng là khi nào quý vị có dịp du lịch qua đây thì đừng quên ghé cái khu, phải nói là khu chợ đêm chuyên bán quần áo cũng như là khu của giới trẻ này, nó gọi cái tên là Harajuku. Và bây giờ chúng tôi đang đứng trên một cái con đường, đường này con đường một trong những con đường chính ở cái khu vực mà Harajuku này. Quý vị thấy không, tất cả những cái cao ốc, những cái hàng bán cũng như là những cái tiệm mà người ta bán đó, thì là người ta đều đặt sát lại đường dưới này, đèn bật sáng trưng suốt đêm. Bây giờ thì Bảo Thanh sẽ đưa vé vào vào cổng qua tàu điện. Lần trước đó thì không có chịu lấy vé ở chỗ này, anh thử ra phải lại mua vé thêm một lần nữa. Lần này kinh nghiệm rồi, An chỉ cho rồi, đưa vé vào, vé nó ra đường này, xong mình lấy lại cái vé này, tới cái chỗ ga nào mình xuống đó, thì là mình sẽ đưa cái vé luôn một lần nữa thì mới ra được. Vì thấy không, ga tàu điện nè ở Nhật rất là đông đúc. Wow, người Nhật đó, họ đi rất là nhanh. Xứ này là xứ công nghiệp mà là họ đi nhanh lắm, chứ không phải là đi cà rê cà rà như là những dân châu Á khác đâu. Đó, thấy không, đây là cái khu thương mại rất là sầm uất, khác với lại cái không khí tại sân bay Narita mà sáng nay Phạm Thanh vừa đi đến đó, nó vắng vẻ. Chỗ này thì rất là công nghiệp. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái vui chơi mà An sẽ hướng dẫn chúng ta. Thưa quý vị, hiện giờ thì Phạm Thanh đang đứng trước một cái đại lộ lớn nhất ở thủ đô Tokyo, đó là đại lộ Shibuya. Chút xíu nữa khi mà đèn xanh bật lên, bởi vì sẽ thấy biển người băng qua cái giao lộ này nó đông kinh khủng như thế nào. Phải nói đây là một trong những cái khu vực nhộn nhịp, có những tòa nhà cao tầng, những trung tâm thương mại, những nhà hàng cho những thực khách ăn theo kiểu Nhật hoặc là theo kiểu phương Tây đều có. Chính vì lẽ đó mà rất là đông người khách du lịch cũng như là mọi người, trong đó rất là nhiều giới trẻ đã đến đây để mà đi bộ dọc theo cái đại lộ Shibuya này, một trong những đại lộ trung tâm và lớn tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Thì người Nhật họ cũng ước tính là có 2.500 bộ khách đi qua lại đây. Bắt đầu nhà mình đi đi ạ. Quý khách bắt đầu chiêm ngưỡng đi ạ. Yeah. もう